Kim ngạch xuất khẩu cá tra từ Việt Nam sang các thị trường liên minh châu Âu EU sẽ tiếp tục giảm mạnh trong thời gian tới. Hiệp hội cá tra Việt Nam gọi tắt là VN Pergaris, cho biết như vậy trong hội thảo về ảnh hưởng kinh tế thế giới đối với ngành thủy sản Việt Nam tổ chức tại Cần Thơ vào ngày 28 tháng 3. Cũng theo báo cáo, kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc, bao gồm Hồng Kông, trong những tháng qua vẫn tiếp tục tăng, kim ngạch xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc tính đến giữa tháng 2 đạt trên 27,4 triệu đô la, tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu cá tra sang thị trường EU trong khoảng thời gian này chỉ đạt khoảng 25,2 triệu đô la, giảm 17,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân dẫn đến suy giảm kim ngạch xuất khẩu cá tra vào EU được Hiệp hội xác định là do những khó khăn tại thị trường EU khi tập đoàn bán lẻ lớn nhất châu Âu là Carrefour ngưng tiêu thụ cá tra Việt Nam. Ông Ion Perot, giám đốc kỹ thuật và tiếp thị khu vực châu Á của Eurocharm cho biết, việc các lô hàng xuất khẩu của Việt Nam bị EU trả lại đã ảnh hưởng đến việc xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam. Thời gian gần đây, EU đã trả lại 11 lô hàng của Việt Nam vì lý do nhiễm vi khuẩn, virus, thủy ngân và các hàm lượng thuốc trừ sâu bị cấm sử dụng.